Xin chào tất cả các bạn đến với video của mình. Hôm nay thì mình sẽ kể một chuyện về một người, hai vợ chồng thì cãi nhau với vợ. Thì tôi hốt hoảng khi mà qua đêm với sếp trong khách sạn. Thì sếp, sao sếp lại ở đây? Tôi không thể nhớ được cái chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Tôi nói trong sự hốt hoảng đến tụ nhiều người vẫn bảo là tôi may mắn khi mà 34 tuổi, tưởng chừng như là sắp hâm đến nơi rồi, lại lấy được vợ thậm chí còn trẻ đẹp là đằng khác. Vợ kém tôi đúng 10 tuổi và là một bạn của bé hàng xóm nhà tôi. Đến bản thân thì tôi nhiều lúc cũng thấy thật lạ vì ngày ấy sao mà mình lại may thế. Và chúng tôi quen nhau thì qua sự giới thiệu, nhưng mà thực sự là hai đứa rất là hợp nhau. Tôi không phải là con cá nên là bố mẹ tạo điều kiện cho ra ngoài sống riêng. Và cuộc sống vợ chồng son không vướng bận điều gì, càng trở nên thơ mộng. Thì vợ tôi rất tốt tính, nhưng phải cách giữa chúng tôi là 10 tuổi nên là mọi sự suy nghĩ cũng khác nhau nhiều. Cô ấy có rất là nhiều cái rất là nhiều trẻ con lại hiếu thắng. Chúng tôi có thể là đang cảm thấy vui vẻ tình cảm thì bỗng quay sang giận dỗi nhau vì một lý do đất trời, lý do trời hơi đất hới gì đấy. Và điều đang nói là mỗi lần như thế thì vợ tôi lại luôn giận dỗi vì là vợ tôi lại luôn giận dỗi và tung chiêu chiến tranh lạnh. Cô ấy sẽ không nói chuyện với tôi, thậm chí là không cho tôi ngủ cùng, lần nào cũng là tôi phải chủ động làm lành trước. Thì không thì nhất quyết vợ tôi sẽ chẳng thèm động tới chồng. Thì hôm trước thì công ty tôi có tổ chức cho anh em liên hoan cuối năm, vì công ty có chi nhánh liên hoan cuối năm. Vì công ty có chi nhánh trên cả nước và chẳng mấy khi anh em các miền mới được tụ họp về đây thì về đây thì nên là hôm ấy chúng tôi đã uống rồi hát hò rất là vui vẻ. Tôi trở về khi người đang ở tình trạng lâng lâng, nụ cười chưa kịp tắt thì vợ tôi đã xuất hiện với khuôn mặt hầm hầm và giận hờn và mắng mỏ tôi. Thì cô ấy nói tôi chỉ biết công việc đi ăn nhậu mà không nhớ rằng đã hẹn hôm nay sẽ về sớm chứ cô ấy đi mua sắm. Quả thực là buổi tiệc vui quá làm tôi không còn nhớ tới giờ giấc, hơn nữa là chuyện mua sắm thì lúc nào đi cũng được. Nhưng mà nghĩ vậy thì nhưng mà tôi vẫn xuống nước xin lỗi vợ. Thế nhưng mà thấy tôi như vậy thì cô ấy lại càng được đà, rồi cô ấy lôi đúng chuyện nhỏ nhặt từ ngày trước ra để nói không tiếc lời. Đây là lần đầu, là lần thứ 5 thì đầu tháng chúng tôi cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cảm thấy mình không kiềm chế được, nhất là sau câu của vợ đuổi tôi là cút đi. Tôi vơ lấy chiếc áo khoác rồi lao ra đường. Chỉ một câu chuyện nhỏ mà cô ấy giận rồi lên nước đủ kiểu với tôi. Thì lần này tôi sẽ không như những lần trước, tôi cũng là đàn ông, cũng phải có chi diện của riêng mình. Và tôi quyết định sẽ chiến tranh lạnh với cô ấy. Tôi không muốn vợ chồng cãi nhau mà, nhưng mà ít nhất phải có một lần cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình, không cư xử quá đáng với tôi. Thì gần 12 giờ đêm, tôi lang thang trên phố, đôi chân vô định, chẳng biết đi đâu vì đâu, chỉ mang tiếng
đình và cuối cùng lại bơ vơ trên phố lúc hết năm, hết Tết đến chúng là cám cảnh mà. Tôi lấy điện thoại gia đình gọi cho mấy chiến hữu nhưng nhìn thấy kim đồng hồ đến 12 giờ kém thì tôi lại cắt điện thoại lại vào túi. Cũng đã đêm rồi thì bạn tôi giờ chắc ngủ đã say giấc bên vợ con. Tôi rẽ vào một quán ăn nhỏ vẫn sáng đèn bên đường, gọi món nhậu rồi bắt đầu uống. Tôi không phải thằng thích nhích nhậu, tôi không phải thằng đâu, nhưng mà hôm nay thực sự là muốn say. Càng uống tôi càng thấy hiểu nỗi phụ nữ lại khó hiểu vậy. Thì họ có thể đang càng cảm lạnh, nhưng mà chú mèo còn quay mắt sang lành lùng hung dữ như là một chú hổ. Tôi bắt đầu nhớ về trận cái vã. Đây là những câu chuyện của hai vợ chồng mình mới kể, và bây giờ đã hết thời gian.